Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ba Lan sẵn sàng trở thành tiền đồn của NATO trong trường hợp căng thẳng bùng phát. Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Karol Dimanowski tuyên bố 300.000 binh sĩ NATO đang ở mức sẵn sàng cao để tái triển khai tới Ba Lan. Ông Dimanowski nói rõ Trước đây có 40.000 binh sĩ được huấn luyện để trở thành lá chắn của NATO, nay con số tăng lên thành 300.000 quân nhân trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Những binh sĩ này sẽ đến Ba Lan không phải sau khi xung đột bắt đầu mà là trước khi xung đột nổ ra. Ba Lan gần đây tỏ ra là thành viên NATO tích cực nhất trong việc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Moscow. Họ tự coi mình là tiền đồn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Ba Lan, Radoslaw Sikorski cũng cho biết binh sĩ NATO đã hiện diện tại Ukraine. Ngoại trưởng Sikorsky nói, Binh sĩ của các nước NATO đã ở Ukraine và tôi muốn cảm ơn các nước đã chấp nhận rủi ro như vậy. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ tên các nước này. Việc NATO triển khai quân ở Ukraine là đề tài bàn luận sôi nổi thời gian qua, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi cuối tháng 2 nói không loại trừ khả năng này. Ông Macron khi đó nói cho biết vấn đề chính là chưa có sự đồng thuận trong NATO. Ba Lan ban đầu phản đối việc đưa quân đội NATO đến Ukraine, nhưng sau đó đã điều chỉnh lập trường đôi chút. Sau phát ngôn của Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói Ba Lan không có ý định đưa quân sang nước láng giềng Ukraine. Theo ông Tusk, Warsaw nên tập trung hỗ trợ tối đa cho năng lực quân sự của Kiev. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky lại cho rằng sự hiện diện của lực lượng NATO tại Ukraine không phải là điều không thể tưởng tượng. Lãnh đạo các nước trong khu vực Baltic như Lithuania, Latvia và Estonia bày tỏ sự ủng hộ cho việc đưa binh sĩ NATO đến Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nước NATO ở châu Âu khác như Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Tây Ban Nha và Ý đã phản đối. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Grosseto trong một bài báo đã nói Pháp và Ba Lan không thể phát ngôn thay cho cả khối NATO về vấn đề này. Bộ trưởng Grosseto cho rằng việc triển khai quân đội NATO đến Ukraine đồng nghĩa với việc dấn thêm một bước gia tăng từ một phía sẽ chặn lối giải quyết bằng ngoại giao. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một bài diễn văn toàn quốc mới đây khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân đến Ukraine. Canada cũng nói sẵn sàng đưa quân đến, nhưng chỉ để huấn luyện ở khu vực cách xa tiền tuyến. Bộ Ngoại giao Hungary mới đây triệu tập đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từng tuyên bố thẳng thường rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả và đang theo đuổi cách nắm quyền cứng rắn. Ông Biden đưa ra bình luận trên tại thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp ông Oban tại dinh thự mar a lago ở Florida. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Hungary và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận một loạt vấn đề ảnh hưởng đến Hungary và Mỹ, bao gồm tầm quan trọng hàng đầu của biên giới vững chắc và an toàn để bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia. Ông Obama một lần nữa hết lời khen ngợi ông Trump sau cuộc gặp, cho rằng thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu ông trở lại nắm quyền. Ông Trump cũng khen ngợi ông Obama, gọi Thủ tướng Hungary là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tuy nhiên, cuộc gặp của ông Trump với ông Obama đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo hãng tin AFP, Hungary là thành viên Liên minh châu Âu-EU duy nhất duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Ông Orbán thường xuyên ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cũng phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga của phương Tây. Báo Ukraiska Pravda mới đây dẫn trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán với kênh truyền hình M1 cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nỗ lực trở lại Nhà Trắng, có kế hoạch khá chi tiết về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và kế hoạch của ông phù hợp với lợi ích của Hungary. Theo thủ tướng Hungary, ông Trump có tầm nhìn rất rõ ràng, khó có ai có thể không đồng ý. Và nguyên nhân khiến xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc là do Ukraine không thể đứng trên đôi chân của mình. Còn ông Trump, sau khi trúng cử tổng thống Mỹ sẽ không cung cấp một xu nào cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ông Obama nhấn mạnh nếu người Mỹ và người châu Âu không viện trợ tiền và cung cấp vũ khí thì xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc và nếu người Mỹ không cung cấp tiền thì người châu Âu sẽ không thể một mình tài trợ cho cuộc giao tranh này. Và như vậy, chiến tranh sẽ kết thúc. Ông Oban nói thêm rằng vấn đề là Mỹ không muốn tài trợ cho an ninh của châu Âu. Thủ tướng Hungary cũng lưu ý rằng ông Trump là tổng thống đầu tiên trong một thời gian dài không phát động chiến tranh trong nhiệm kỳ của mình. Vì vậy, chúng tôi đã biết về ông ấy. Chúng tôi đã biết từ nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy rằng ông ấy là con người của hòa bình. Và bây giờ ông ấy không che giấu quan điểm của mình. Ông ấy đã nói rõ rằng mục tiêu của mình là mang lại hòa bình cho cuộc xung đột nga-Ukraine. Chúng tôi muốn ngừng bắn càng sớm càng tốt. Chúng tôi muốn kết thúc sớm cuộc xung đột này vốn đang dần đi đến hồi kết. Tôi không thấy ai khác có quyết tâm và sức mạnh để làm điều đó hơn ông Donald Trump. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng đưa ra quan điểm trong một cuộc họp báo ngày 12 tháng 3, nói rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận những lời nói dối như vậy của bất cứ ai, ngay cả khi đó là Tổng thống Mỹ. Ông Soji Zato cho biết, chúng tôi yêu cầu đại sứ Mỹ cho xem đoạn trích dẫn kèm theo địa điểm và ngày tháng về tuyên bố của Thủ tướng Hungary mà Tổng thống Mỹ cho rằng ông ấy đã nói. Rõ ràng Thủ tướng Hungary không đưa ra tuyên bố nào như vậy, do đó chúng tôi không nhận được phản hồi thực chất từ phía Mỹ. Đại sứ quán Mỹ tại Budapest xác nhận Bộ Ngoại giao Hungary triệu tập đại sứ Bresman tới tham gia cuộc họp khẩn, song không tiết lộ nội dung chi tiết liên quan. Một phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ cho biết, đại sứ Bresman luôn hoan nghênh cơ hội thảo luận về tình trạng dân chủ của Hungary với đồng minh của Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Hungary trở nên lạnh giá trong những năm qua. Mỹ thường xuyên chỉ trích Hungary vì quan hệ chặt chẽ với Nga và chỉ hoãn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Mỹ còn cho rằng tình trạng dân chủ ở Hungary đang thụt lùi. CNN ngày 11 tháng 3 dẫn báo cáo tình báo của NATO và các nguồn thạo tin cho biết, Nga hiện sản xuất được khoảng 250.000 viên đạn pháo mỗi tháng, tương đương 3 triệu viên mỗi năm. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu-EU chỉ có thể sản xuất khoảng 1,2 triệu viên đạn pháo mỗi năm để chuyển cho Ukraine, theo một quan chức tình báo cấp cao châu Âu. Một quan chức Mỹ tiết lộ, mục tiêu của quân đội nước này là đưa sản lượng đạn pháo mỗi tháng lên mức 100.000 viên vào cuối năm 2025, chưa bằng một nửa năng lực sản xuất hiện nay của Nga. Mục tiêu này đang trở nên xa xôi trong bối cảnh gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine vẫn mắc kẹt ở quốc hội. Một chỉ huy cấp cao của NATO nói với CNN, những gì chúng tôi đang gặp phải hiện nay là một cuộc đua về sản xuất, kết quả ở Ukraine phụ thuộc vào việc mỗi bên được trang bị như thế nào để tiến hành cuộc đua này. Theo các quan chức phương Tây, Nga hiện đang bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày, so với chỉ 2.000 quả một ngày từ phía Ukraine. Tỷ lệ này còn tồi tệ hơn ở một số nơi dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km. Sự thiếu hụt có lẽ xảy ra vào thời điểm mong manh nhất đối với Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nguồn tài chính của Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraine đã cạn kiệt, và nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã phản đối viện trợ thêm. Trong khi đó, Nga gần đây đã chiếm được thành phố Abdiivka của Ukraine và được nhiều người đánh giá là có thể chủ động trên chiến trường. Ukraine đang gặp khó khăn không chỉ về đạn dược, mà còn thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng ở tiền tuyến. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống rất hiện đại, bao gồm xe tăng M1 Amram và sắp tới là máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc đua này có thể thắng hay thua tùy thuộc vào việc bên nào bắn nhiều quả đạn pháo hơn. Quan chức NATO cho biết, vấn đề số một mà chúng tôi đang tập trung hiện nay là đạn dược. Đây là vấn đề mà Nga thực sự đang có được lợi thế, sản xuất đáng kể và có được lợi thế lớn trên chiến trường. Theo quan chức NATO trên, Nga đang vận hành các nhà máy sản xuất đạn pháo 24 trên 7 với các ca luân phiên 12 giờ, khoảng 3,5 triệu lao động Nga hiện đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, tăng so với khoảng 2 đến 2,5 triệu người trước xung đột. Quan chức cấp cao của NATO cũng cho biết Nga đang sản xuất từ 115 đến 130 tên lửa tầm xa và 300 đến 350 máy bay không người lái tấn công. Quan chức này lưu ý, mặc dù trước xung đột Nga có kho dự trữ hàng nghìn tên lửa tầm xa trong kho vũ khí của mình, nhưng hiện nay con số này chỉ ở mức khoảng 700 tên lửa. Quân đội Nga gần đây đã tập trung những vũ khí đó để sử dụng với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine. Nga cũng đã bổ sung bằng cách tăng cường sử dụng máy bay không người lái, triển khai số lượng máy bay không người lái trung bình mỗi tháng nhiều gấp 4 lần so với mùa đông năm ngoái. Hiện các quốc gia châu Âu đang nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt cho Kiev một công ty quốc phòng của Đức hồi tháng trước thông báo rằng họ có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine và cho biết sẽ sản xuất hàng trăm nghìn viên đạn cỡ nòng 155mm mỗi năm. Tại Đức, công ty này cũng đã khởi công một nhà máy mới, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 200.000 quả đạn pháo mỗi năm. Các quan chức Mỹ và châu Âu nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga có thể tăng cường các dây chuyền sản xuất của mình, nhưng các quốc gia tư bản phương Tây cuối cùng sẽ bắt kịp và sản xuất thiết bị tốt hơn. Trung tướng Stephen Baham, phó chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn, nếu Nga thực sự có thể kiểm soát nền kinh tế thì họ có thể tiến nhanh hơn một chút so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, phương Tây sẽ có sức mạnh bền vững hơn. Phương Tây chỉ mới bắt đầu tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng để bổ sung khả năng đạn dược cần thiết.